Xin mến chào cô bác và anh chị lại quay trở lại với kênh của em. Trong video ngày hôm nay tiếp tục em lại chia sẻ đến cô bác và anh chị một cái loại dược liệu. Đây cô bác và anh chị, cây chầu không, một cái loại cây mà được trồng từ Bắc chí Nam để người ta lấy lá ăn chầu và đây cũng là một trong những cái loại dược liệu có rất là nhiều những cái tính vị. Trong video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ sâu về cái loại dược liệu này. Theo y học cổ truyền, lá chầu không có vị cay nồng, mùi thơm hát, tính ấm có tác dụng trừ phong, tiêu viêm, sát trùng và sát khuẩn. Cây trầu không là một loại dây mọc leo thân nhẵn, lá mọc so le, cuống có bẹ dài từ 1,5 đến 3 cm. Cứ trong 100 g lá trầu không thì chứa 2,4% tinh dầu. Các thành phần chính của tinh dầu trầu không thuộc nhiều nhóm hóa học khác nhau, có chứa hoạt chất kháng sinh mạnh, ức chế nhiều chủng vi khuẩn như là tụ cầu khuẩn, phế cầu khuẩn, liên cầu khuẩn hay là trực khuẩn lị có tác dụng kháng nấm mạnh đối với nhiều loại nấm. Và bây giờ em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số những cái công dụng của lá chầu không. Cái tác dụng đầu tiên đó là điều trị một số các cái bệnh lý về răng miệng. Trong cái lá trầu không thì nó chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và diệt khuẩn, có khả năng trị cái bệnh hôi miệng rất là hiệu quả. Ngoài ra thì các hoạt chất chống viêm có trong cái lá trầu không có tính sát khuẩn cao, giúp bảo vệ răng miệng, hạn chế sâu răng. Hoạt chất flavonoid có trong lá chầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm cái tình trạng nhiệt miệng hay là chảy máu chân răng. Cái tác dụng thứ hai của lá chầu không không thể không kể đến cái tác dụng giảm đau. Được biết đến là một loại thuốc giảm đau tự nhiên rất là tuyệt vời. Lá chầu không có tác dụng giảm đau đầu, đau do vết thương bầm tím, các cái vết chảy ra hay là sưng viêm. Mình có thể giã nát cái chầu không đắp lên vết thương hoặc là đun lấy nước uống đều có cái hiệu quả giảm đau tuyệt vời. tác dụng thứ ba đó là nó làm giảm cái cholesterol xấu ở trong máu. Trong cái lá chầu không nó có chứa cái hoạt chất có tác dụng ức chế và trung hòa các cái gốc tự do hình thành cái cholesterol xấu, giúp gan ngừa và điều trị một số các cái bệnh lý như là mỡ máu, bệnh tim mạch hay là gan nhiễm mỡ. Đây là một trong những cái dược liệu rất là tuyệt vời cho gan. dụng tiếp theo đó là điều trị cái bệnh đái tháo đường. Mức oxy hóa cao khi căng thẳng khiến cái lượng đường trong máu nó tăng cao ở bệnh nhân tiểu đường. Sử dụng cái lá trầu không có tác dụng chống lại các cái oxy hóa này và giúp duy trì ổn định cái lượng đường huyết trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra cái tác dụng tích cực khi mà sử dụng trầu không để điều trị cái tiểu đường tuyếp 2. Và tác dụng tiếp theo của trầu không đó là nó hỗ trợ giảm đau khớp do gút. Nhất là những cái ngày mà thời tiết nó lạnh như thế này thì cô bác và anh chị nào mà bị gút thì nó rất là đau nhức. Trong cái lá trầu không thì nó có nhiều cái tính chất sát khuẩn cao. Trong đó thì nó giúp điều trị cái tình trạng đau khớp viêm khớp do bị viêm nhiễm, đau khớp do gút rất là hiệu quả. Công dụng tiếp theo đó là điều trị cái mụn nhọt và mẩn ngứa. Với khả năng chống viêm và sát khuẩn cao thì trầu không được sử dụng như một vị thuốc thường xuyên để điều trị các cái tình trạng mẩn ngứa, dị ứng, mụn nhọt không để lại cái tác dụng phụ và rất là an toàn. Tác dụng thứ 8 đó là giảm cân. Cái lượng chất xơ trong chầu không khá là cao, giúp cho bạn dễ dàng tiêu hóa hơn, cảm giác no lâu hơn, thúc đẩy quá trình giảm mỡ tự nhiên. Bạn có thể đun cái nước lá chầu không để uống sau khi ăn để hỗ trợ giảm cân một cách hiệu quả, giảm mỡ máu cũng như là gan nhiễm mỡ. Tác dụng tiếp theo đó là tăng cái cảm giác thèm ăn. Lá chầu không vừa giúp giảm cân cũng có thể kích thích vị giác khiến ăn ngon miệng nhờ cái hoạt chất phonyphenol ở trong lá trầu không giúp cân bằng cái pH trong dạ dày. Mình có thể sử dụng lá trầu không trước bữa ăn 30 phút để kích thích cái cơn thèm ăn. Tác dụng tiếp theo nữa đó là điều trị một số các bệnh phụ khoa. Sử dụng lá trầu không để điều trị cái bệnh lý phụ khoa ở chị em phụ nữ như là ngứa, nhiễm nấm rất hiệu quả và được nhiều chị em tin dùng từ xa xưa hiện nay trên thị trường cũng có rất là nhiều sản phẩm từ cái chiết xuất của lá trầu không để làm dung dịch vệ sinh phụ nữ rất là hiệu quả điều trị hôi nách bằng lá trầu không thì hôi nách gây ra nhiều cái khó chịu mình có thể thử sử dụng cái lá trầu không này để hiệu quả mình hãy kiên trì sử dụng cái lá trầu không giã nát Lấy nước cốt và mình lau lên cái vùng nách. Mỗi tuần mình thực hiện 2 đến 3 lần thì nó sẽ có cái hiệu quả rất là tốt. Khi bị các cái vết thương thì cô bác và anh chị có thể dùng cái lá trầu không để sát khuẩn vết thương rất là tốt bằng cách đó là mình có thể vắt lấy cái nước cốt của lá trầu không để rửa vết thương hoặc là mình có thể là mình nấu cái nước lá trầu không để mình rửa vết thương nó có tác dụng làm nhanh chóng liền miệng vết thương và sát khuẩn vết thương rất là hiệu quả còn rất là nhiều các cái tác dụng và bài thuốc từ cây lá trầu không cô bác và anh chị có thể tìm hiểu thêm về cái loại dược liệu này để ứng dụng nó vào đời sống một cái dược liệu vô cùng quen thuộc và an toàn khi sử dụng.